hơn trăm năm rồi. Vì bà già tôi về làm dâu ở đây mà nó đã to rồi. Thế mà coi bà năm nay là 96 rồi. Đấy. Nó phải hơn trăm năm rồi. Phải tôi trông cho bà không biết. Bà về đây nó to rồi. Xin chào các bác nhá. Ở đây đầu xuân năm mới đấy, hôm nay là mùng 10 tháng Giêng này. Âm lịch đây, đang bắt đầu trên đường đi Lào Cai lên tận bản đây để thu mua gỗ mít, gỗ mít ta đây. Và trên bản là đã có các cái thợ chuyên khai thác gỗ mít đã gom sẵn cho tôi rồi nhá. Và hôm nay chỉ lên để mình nghiệm thu và chất lượng mít như thế nào thôi, là bắt đầu là sẽ cho trở về. Tí nữa vào thì sẽ quay trực tiếp cho các bác xem. Đây là trên cao tốc đây. Trên cao tốc Lào Cai đây. Hiện tại là đã đi hết đường cao tốc của Hà Nội Lào Cai đây. Trạm thu phí của Hà Nội Lào Cai. Sắp đến rồi đây. Km 250 này. Ấy cái đường này mới dài này. Bên này là đổi vách núi. Đường chạy trên vách núi này nhá. Này đất nó mà sạt phát là sập đường luôn. Phố Lào Cai. Ơi, bắt đầu hỏi ra thành phố Lào Cai đấy. Wow. Bắt đầu xuống thành phố đấy. Đấy. Tôi phải một cái quán cơm này để ăn tạm rồi đã nhá, xong rồi tí đi tiếp nhá. Bắt đầu sắp đến chỗ thu mua gỗ mít này các bác nhá, tả phơi đấy. 3761 anh sẽ hướng dẫn đường tôi lên bản để đi lấy gỗ mít đấy. Vâng, xin chào các bác nhá. Và hiện tại là tôi đã đến tả phơi. Tức là các bác hãy nghe nhá, đây người dân đây nói nguyên tiếng dân tộc. Thế là dân tộc gì chú nhỉ? Dân tộc Giấy. Dân tộc Giấy à? Vâng. Giấy à? Là chú ơi, mà đây chắc nói được tiếng Kinh Tết chứ nhỉ? Là tiếng Kinh Tết mà. Vâng, như đây các đây nha, bây giờ đang ngồi tụ tập với nhau. Các bà đang này tụ tập nhau là nguyên nói tiếng dân tộc. Tiếng Làng ấy. Tiếng Lào với nhau đây. Đấy. Dân tộc người Giấy. Nghe người Giấy đúng không? Vâng, thì cứ đầu năm nhá các bác nhá. Đầu năm là mấy tháng đầu năm là em sẽ đi thu mua gỗ mít tất các cái vùng bản xa xôi như này. Vâng, thì sẽ đi mua cho nó đủ làm cả một năm. Và sẽ đi hết 1-2 tháng đầu năm. Và thì bây giờ đang tại ở xã Tả Phời thuộc thành phố Lào Cai luôn. Đấy, trên là toàn núi núi cao. Đấy, toàn những người dân bản đang tập trung, chắc là nhà mình hôm nay đang có cỗ ăn thảo đây. Cỗ ăn các bác xem mít nhá, những cái mít này giả giả. Hơn trăm năm rồi. Vì bà già tôi về làm dâu ở đây mà nó đã to rồi. Thế mà coi bà năm nay là 96 rồi. Đấy. Nó phải hơn trăm năm rồi. Phải tôi trông cho bà không biết. Bà về đây nó to rồi. Năm ngoái bán mất. Mua cây cả. Yeah. 200 vành. 200 vành. 200 mấy? 200 ạ. 200. Nó giả. Tầm này là 29, 3 mét, 3 mét. Một tầm dưới 3 cây chẵn là 3 mét. 20 mấy? 3 mét ạ. Tức là 3 mét tới cái chẵn này là 3 mét. Dễ nhộn. Tròn nhỉ, tròn đều. Vâng, đây là dạ đóng sập